Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai, em gái tuổi Giáp Tý. Một trong những cái tuổi mà có thể nói là xấu nhất trong lục thập hoa giáp của năm Canh Tý năm 2020. Đây là video clip anh sẽ chia sẻ tiếp tục cái vận hạn những tháng còn lại, tức là tháng 7, tức là 6 tháng còn lại của năm Canh Tý. Có thể nói là năm đại hạn 37 tuổi, năm trực Thái Tuế đối với người Giáp Tý. Có thể nói là người Giáp Tý từ xưa đến giờ nói là gì, gặp nhiều trắc trở thì chắc là ít hơn các cái tuổi khác. Cuộc đời thì nó mà không gặp trắc trở thì cũng không đúng, nhưng mà người Giáp Tý thì đa phần là suy thuận ở trong cuộc sống. Chỉ có nữ Giáp Tý thì hơi lớn mạng, con cái nó hơi có một số cặp con cái nó hơi khó. Nếu như mà lấy chồng như là Mậu Ngọ hay là lấy chồng có cái bộ mạng hỏa sẽ khó có được con cái. Như đã nói là tuổi Giáp Tý là một trong những cái tuổi rất là đặc biệt ở trong cái lục thập hoa giáp. Vì tại sao? Chữ Giáp thì đứng đầu thiên can, chữ Tý thì đứng đầu địa chi. Người thì mệnh kim vốn dĩ kim là sợ hỏa, nhưng mà kim của Giáp Tý lại không, đặc biệt không sợ hỏa. Tại sao? Kim của Giáp Tý là kim nằm ở dưới biển, người ta gọi là hải trung kim. Và như thế này nè, là rất là hay là có nhiều người nói là hải trung kim tức là vàng ở dưới biển, nhưng lộn rồi, kim ở dưới biển chỉ là kim loại thôi chứ chưa phải là vàng. Cái kim có thể là sắt, có thể là quặng, có thể là đồng, nhôm gì đó chưa phải là vàng, cho nên kim này còn tùy tháng mới biết là kim là vàng hay là kim chỉ là mớ trang sức bình thường bình vậy. Cho nên là có nhiều người nói trời tôi có mạng số tốt này kia, nhưng mà thực sự tôi chưa tốt. Nhiều khi cái tháng của mình kim nó không tốt thôi. Rồi trở lại những cái chuyện chính, chứ để mà với tử vi mà nói thì nói cho một tuổi có thể nói cả ngày không hết. Trở lại cái điều chính thì như đã làm ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm cũng như cái tử vi thì người Canh Tý năm nay thì rõ ràng là xấu ha. Nam thì La Hầu, nữ thì Kế Đô. Mạng kim gặp năm Thổ thì được tương sinh, thì cho nên là năm nay tuy hạn là 37 tuổi nhưng mà ít có thấy người Giáp Tý lên đường lắm. Ít có người Giáp Tý đi diện đòi tội ông bà hoặc tai nạn, có đi nữa thì cũng chỉ là thương tật thôi chứ khó ít, chứ không phải giống như là năm Kỷ Hợi đối với người Quý Hợi đi liên tục ha. Rồi đó là cái điều thuận lợi. Sau thì La Hầu là cái phá tinh bậc nhất cho nam, nữ thì Kế Đô là phá tinh bậc nhất cho nữ, coi như là nam với nữ thì đều là sao xấu. Vận niên là Cẩu Cuồng Phong. Hạn thì nữ mạng là Thiên Tinh đem lại rối rắm tranh chấp. Nam thì Hạn Tam Kheo đem lại xê xát tại chân. Thiên can giáp gặp canh thì chữ giáp là mộc, canh là kim, người ta gọi là nạp âm ngũ hành tương xung, cho nên công việc của năm nay dù là cái việc cũ nó cũng có khó khăn chứ không phải là đây chỉ có việc mới mới là khó khăn. Nhưng cho nên là từ đầu năm tới giờ Giáp Tý gặp rất là nhiều cái chuyện khó chịu, bực bội, ngay cả trong gia đạo, tình cảm lẫn công việc và tài lộc, nói chung là xấu đều. Rồi lỡ xấu thì xấu đều luôn gặp ha. Thiên can chữ canh là khắc chữ giáp đó, nạp âm ngũ hành là như vậy rồi, chữ canh tương khắc giáp nữa thì công việc rất dễ lâm vào bế tắc và khó khăn đầy, đặc biệt là với những tháng xung như là tháng 2, tháng 5, tháng 11 ha, là 3 tháng rất là xung. Địa chi năm Tý gặp tuổi Tý, năm sinh tháng tuổi, người ta gọi là trực Thái Tuế, bất an ha, rất là khó khăn ở trong cả cái về gia đạo tình cảm, nhiều mặt rất dễ đem đến thị phi, đặc biệt là với nữ mạng. Rồi sơ khởi lại mình nhắc lại thôi, chứ còn cái này ở trong cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm cũng như là cái tử vi đầu năm mình đã làm rồi ha. Rồi bây giờ mình ráp tiếp tới cái tháng 7 của năm nay. Tháng 7 năm nay là tháng Giáp Thân, tức là tháng cô hồn đó, tháng Giáp Thân. Thì tháng Giáp Thân là một tháng thủy. Xét về tử vi thì với cái mệnh kim gặp tháng thủy là bị sinh xuất, bổn mạng bị sinh xuất, cẩn thận bổn mạng và sức khỏe suy hao, có thể là bị tai nạn và nhẹ, không có việc gì đâu, đặc biệt là với nam mạng. với Hạn Tam Kheo đi phục. Thiên can chữ giáp thì đồng hàng, công việc tài lộc thì hạnh thông. Ok, tốt rồi. Địa chi thì thân gặp Tý, mình tuổi Tý gặp tháng Thân mà thuộc cái nhóm tam hợp Thân Tý Thìn. Gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái tiến triển tích cực, có thể là vui vẻ hơn, công việc dễ được quý nhân trợ giúp. Ở đây mình nói cái tháng này nó tốt về cái gia đạo tình cảm so với cái trong cái năm này thôi, tức là trong cái mớ bồng bông này, cái tháng này nó tốt lên chút xíu, nó đỡ bờ đần đi, chứ không phải là nó tốt giống như là bật luôn cái đang xấu, đang yên, đang gây gỗ thì sẽ đụng phải quay qua yêu thương nhau, cũng có nha. Mình chỉ nói là nó sẽ nhẹ nhàng hơn các tháng khác thôi ha. Có nhiều người hỏi mình, trời anh nói nó nhẹ nhàng nhưng em cũng thấy đổ bằng mấy năm trước thôi. Dĩ nhiên rồi, tháng năm nay cả năm là nó xấu, ở trong này giống như là cả năm đi xuống thì có một chút nó nhích lên thôi ha. Rồi tiếp theo tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng Ất Dậu. Tháng này là cũng là một tháng xung, người ta nói tiếng họ Mão Dậu ha. Tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng thủy, như vậy bổn mạng cũng không khác tháng 7 với kim sinh thủy. Bổn mạng sinh sức, cẩn thận bổn mạng, sức khỏe suy hao, đề phòng những cái tai nạn và bệnh nạn nhẹ. Tháng này thì nữ xấu hơn nam. Rồi thiên can thì chữ Ất chữ Giáp không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cả Giáp lẫn Ất đều là âm của hành là mộc hết, cho nên là bạn không có vấn đề, tốt cho công việc tài lộc. Nhưng mà cũng đừng có mong chờ gì lớn lao ở trong cái việc này, vì vậy nên nhớ là mình đang bị bao trùm bởi một năm bị trực Thái Tuế. Rồi địa chi Tý Ngọ Mão Dậu nằm trong bộ tứ hành xung, người ta nói là thuộc nhóm tự hại tự hình. Ý nghĩa của tự hình lợi hại là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, loại trừ bên yếu, cho nên dĩ nhiên nằm trong bộ tứ hành xung, cái tháng xung của mình ở trong cái năm xung tuổi, cho nên là cái việc mà gia đạo tình cảm có cái chuyện xích mích buồn phiền thì cẩn thận vẫn hơn. Có nhiều người nói với mình thì theo đúng nguyên tắc thì tháng 1 là Dần, tháng 2 là Mão, tháng 3 là Thìn, cho tới cuối cùng là tháng Sửu. Thì năm nào cũng vậy, chẳng lẽ là cái người tuổi Tý gặp tháng 8 là cứ gặp chuyện gây gỗ xào xáo? Mình khẳng định một điều nè, cái việc đó có thể nói nhiều người nói không phải là nó không có. Tháng 8 nó dễ xảy ra, còn tùy vào cái tháng 8 đó, tháng Dậu đó là cái gì Dậu. Ví dụ Ất Dậu như thủy như thế này thì cái sự gây gỗ nó không có nặng nề, nhưng nếu mà Dậu mà là Dậu hỏa đi, Đinh Dậu đi, tháng 8 là tháng Đinh Dậu đi, người mà tuổi Tý vào tháng Đinh Dậu đi, chẳng lẽ không thể nào 80% những người tuổi Tý Giáp Tý mà gặp tháng Đinh Dậu thì chắc chắn gia đình tình cảm sẽ buồn phiền nhiều hơn ha. Bởi vậy cho nên là không phải là cứ năm nào cũng tháng 8 cũng là Ất Dậu đâu. Đó là mình giải thích sơ về, có nhiều người hỏi mình như vậy và comment ở trong những cái video khác, nói như thế là mình giải thích cho mọi người hiểu. Và cũng nói luôn đây là kiến thức, là kiến thức người xưa viết làm sao mình chia sẻ với mọi người vậy, mình tổng hợp mình chia sẻ, chứ còn không phải là cái này là của mình nói ra mà chắc chắn nó phải hiện ra như thế, đúng không nè. Rồi đó là tháng 8. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất, tháng này là tháng Thổ. Năm nay có 4 tháng Thổ, đó là tháng 1, tháng 2, tháng Mậu Dần, Kỷ Mão và Bính Tuất, Đinh Hợi là 4 tháng Thổ. Thì mình người bạn Kim gặp tháng Thổ là Thổ sinh Kim, bổn mạng được tương sinh, bổn mạng và sức khỏe rất là tốt đẹp. Khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh trong cái tử vi của mình năm nay, có những cái sao mà đi trong năm của mình thì sẽ được phát sáng hơn, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh. Thiên can Bính Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là công việc cũng không có gì tiến triển tốt đẹp, mà cũng không có quá thêm cái việc xấu nhờ cái bổn mạng được tương sinh. Tý Tuất địa chi thì là tự chủ bên ngoài, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì tháng 9 là một tháng khá là tốt đẹp so với những cái tháng đầu năm nha, chứ còn không phải là tốt đẹp so với những cái tháng trước của năm trước. Ok, rồi tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 10 là tháng Đinh Hợi, tiếp tục là một tháng Thổ. Như vậy tháng 9 với tháng 10 là bổn mạng và sức khỏe khỏi phần suy nghĩ, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh cũng được hưởng ngược lại luôn. Thiên can đinh giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả đinh và giáp thì cũng giống như là tháng 9 y chang, tốt về công việc, có thể nói là êm ái hơn, tức là vượt qua được tháng 8 thì mọi chuyện nó đã làm nhiều rồi. Địa chi hợi tý là tự chủ bình hòa, không hành hạ cũng không có xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm cũng có phần tươi tỉnh tốt đẹp hơn ha. Rồi tháng tiếp theo của năm Canh Tý năm 2020 tức là tháng 11, chắc chắn thì tháng 11 như đã nói là tháng Tý, mà tháng Tý của năm Canh Tý này tháng 1 Tý thì căng thẳng. Mậu Tý thì sao, đó là hỏa đó, thì Mậu Tý thì mệnh hoặc là hỏa, thì hỏa nó sẽ khắc kim, tháng khắc bản mệnh, bổn mệnh không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân, dễ đi đái lắm. Tháng này mà gặp tai nạn là dễ đi đòn tụ ông bà lắm, cho nên nếu như các em Giáp Tý tin tưởng năm thì nên cẩn thận mọi chuyện ở trong tháng tuổi của năm tuổi. Đặc biệt chữ Mậu, thiên can chữ Mậu là khắc chữ, thiên can chữ Giáp của mình khắc chữ Mậu. Thiên can thì khắc tháng, công việc thì dễ gặp chống phá khó chịu. Tuy nhiên là mình khắc tháng cũng chưa đến nỗi lâm vào bế tắc, nhưng mà cực kỳ khó chịu. Cẩn thận cái việc ký tá giấy tờ đối với nam mạng. Nữ mạng thì cẩn thận lời ăn tiếng nói, thị phi ở trong công việc. Phần địa chi thì tháng Tý, mình tuổi Tý gặp tháng Tý của năm Tý thì chắc chắn là một cái điều không tốt đẹp cho mặt tình cảm và gia đạo đâu, cho nên là các em phải cẩn thận nhiều trong cái tháng 1 Tý này ha. Thiên can tương khắc tháng tuổi nạp bên mạng thì bị khắc, chắc chắn là một tháng sẽ đầy khó khăn đối với người Giáp Tý, cho nên là phải nói là khoanh vùng cái tháng 11 lại để gọi là niệm Phật. Niệm Phật không phải có nghĩa là mình chui vô mình niệm Phật ở trong nhà, tức là niệm Phật ở trong tâm mình. Lỡ gặp chuyện bất bình thì thôi hỷ xả nó cho qua, một là hỷ xả, hai là xả luôn, đúng không? Xả luôn thì mất việc, bắt kiểu như vậy đó ha. Rồi đó là tháng suy nhất của người Giáp Tý trong cái năm Canh Tý. Rồi tiếp đến đó là tháng 12, cứ quan cái tháng mà được cái tháng Mậu Tý thì mọi chuyện sẽ tích cực và thay đổi hơn. Tháng 12 là tháng Kỷ Sửu, tháng Chạp đó, tháng Chạp là tháng Kỷ Sửu, thì tháng Kỷ Sửu thì chắc chắn là một tháng hỏa nữa. Như vậy thì bản mệnh cũng không khác gì tháng 11 với hỏa khắc kim, bổn mạng bị tương khắc, bổn mạng không tốt, cẩn thận những cái sức khỏe và đề phòng những cái tai nạn nhỏ. Thiên can Ất Giáp Giáp với Kỷ là Kỷ Hợp Giáp. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc sẽ tốt đẹp lên, ngon lành ha, qua tháng được với tháng kia xong cái êm lại liền. Địa chi thì Tý với Sửu là thuộc nhóm lục hợp, cho nên gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ ở trong mọi điều. Như vậy chốt lại ở trong cái tháng cuối cùng của năm Canh Tý, năm đại hạn 37 tuổi của người Giáp Tý là một tháng tốt về tài lộc và gia đạo tình cảm. Tuy nhiên bộ mạng sức khỏe vẫn không là tháng tốt, cho nên là vẫn cẩn thận nhiều. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến với các em Giáp Tý sinh năm 1984 cái vận hạn 6 tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020, một năm mà có thể nói là bị trực Thái Tuế, đại hạn lâm đầu, nhiều xui rủi, rồi là năm có cái đại hạn mà của dịch Covid làm cho mình cảm thấy cực kỳ khó chịu ở trong mọi điều. Thôi thì năm xấu thì mình đến thảo qua xong, để mà qua được bên kia đi rồi mình sẽ cười lại nè. Nhìn lại nè, mình cũng có gan lắm, mình cũng lì lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nếu các em tuổi Giáp Tý xem video thấy hào hứng với bạn, xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Giáp Tý khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới. để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là người của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.